Sống ở Bắc Triều Tiên thực sự là vất vả đối với những người phụ nữ ở đây, bởi họ phải đối mặt với một số thách thức khá khó khăn. Bạn chắc chắn sẽ đánh giá cao cuộc sống của chính bạn lên phần nào khi mà bạn tìm hiểu thêm về một số bí mật buồn phiền mà phụ nữ ở Bắc Triều đang phải chịu đựng. Để biết thêm về con người từ khắp mọi nơi trên thế giới, hôm nay mời bạn đến với video 9 bí mật của phụ nữ Triều Tiên mà họ phải chịu đựng hàng ngày. Thiếu nguồn cung. Hãy bắt đầu với một điều đáng chú ý là người dân ở Bắc Triều Tiên hầu như không được tiếp cận với băng vệ sinh. Nó đơn giản không phải là một lựa chọn. Thêm vào đó, ở Triều Tiên, việc đến kỳ sinh nguyệt của bạn thật sự là đáng xấu hổ. Nó cần phải được giấu đi và bạn sẽ ở trong tình trạng rắc rối và phiền muộn. Thay vì băng vệ sinh được dùng một lần, họ tự tay chế tạo ra những mẩu vải vụn, ít thấm. Họ cũng phải rửa tay của mình trong bóng tối vào ban đêm vì nó được xem là rất đáng xấu hổ khi bị phát hiện. Đó như một tội lỗi. The Holy Pot. Nếu bạn là một fan hâm mộ của phim gián điệp, bạn có thể biết rằng một kế hoạch Holy Pot là một đặc vụ có sức hút được gửi đến để dụ dỗ một ai nhằm lấy thông tin hoặc nguồn lực. Trong khi những người đào ngũ đã thú nhận một chương trình mang hạt giống bắt đầu dưới sự cai trị của Kim Jong-un, Sogram đã gửi phụ nữ của Bắc Triều Tiên đến quyến rũ các doanh nhân giàu có ở nước ngoài để họ có thể mang thai và sau đó tống tiền những người cha bất đắc dĩ đó nhằm cứu giúp Bắc Triều Tiên. Ép cưới. Ở Bắc Triều Tiên, hôn nhân không phải là chuyện riêng của hai người đến nói với nhau, mà là lợi ích của Bắc Triều Tiên nói chung. Vì vậy, phụ nữ bị buộc phải kết hôn và sử dụng làm quà tặng cho những người đàn ông, những người đang phục vụ cho đất nước của họ một cách tốt nhất. Một người phụ nữ đã trốn thoát khỏi địa ngục, cô đã được trao cho một cựu khoa học hạt nhân mà ông đã bị rối trí não vì tiếp xúc với bức xạ. Nhiều cuộc hôn nhân như vậy là vô cùng tàn bạo, nhưng may mắn, Kim Sốc đã có thể trốn thoát. Phục vụ trong quân đội. Phục vụ trong quân đội là bắt buộc đối với cả công dân nam và nữ ở Triều Tiên. Phụ nữ dành 7 năm vô ích của cuộc đời mình trong quân đội. Việc đào tạo phụ nữ ở trong quân đội tại đây không có gì khác hơn, chỉ là một trò hề bởi hình dáng nhỏ bé của nó. Bởi hầu như không nhận được khẩu phần đủ để tồn tại. Trên thực tế, nhiều phụ nữ báo cáo rằng chu kỳ kinh nguyệt của họ thực sự bị dừng lại vì thiếu dinh dưỡng. 5. Mang thai. Bạn có thể đoán được rằng, trừ khi bạn đủ giàu để sống ở thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên, chăm sóc thai sản không phải là một điều tuyệt vời, không chỉ việc bạn phải phụ thuộc trong vấn đề về tã, vải khi đứa bé chào đời, mà còn cả việc bạn sẽ không được khám sức khỏe định kỳ để đảm bảo rằng việc mang thai là lành lặn. Thêm vào đó là sự xúc phạm đối với phụ nữ mang thai. Họ không được đối xử tử tế và họ sẽ phải đứng khi trên xe bíp. 4. Bị giam giữ. Thật khó để tưởng tượng rằng cả hai việc là bạn vừa mang thai và vừa phải ở trong nhà tù ở Bắc Triều Tiên. Nhà tù ở Bắc Triều Tiên có thực sự sang trọng như bạn tưởng tượng và các tù nhân mang thai được đối xử một cách không thể chấp nhận được. Nếu họ đang ở trong thời kỳ đầu của thai kỳ, họ sẽ bị buộc phải chấm dứt nó. Nếu họ ở quá xa con mình, sau khi sinh, họ cũng sẽ không bao giờ được gặp lại chúng. 3. Phẫu thuật thẩm mỹ. Phẫu thuật thẩm mỹ ở Bắc Triều Tiên là một trong những điều kỳ lạ mà không ai nói đến nhưng hầu hết mọi người đều thực hiện. Về công nghệ hiện có là bất hợp pháp nhưng nó hầu hết được mong đợi bởi những người phụ nữ ở đây. Các phương pháp phổ biến nhất là nâng mí mắt và thay đổi diện mạo vĩnh viễn. Chúng thường được thực hiện bởi những người thiếu kinh nghiệm và không có dụng cụ thích hợp để khử trùng. Do đó, có một số không ít phụ nữ đã bị tai nạn hoặc bị nhiễm trùng nặng sau khi trải qua các cuộc thẩm mỹ. 2. Việc làm. Ở Bắc Triều Tiên, bạn làm việc bất cứ khi nào chính phủ cho phép bạn làm việc. Không có gì đáng ngạc nhiên khi có rất nhiều các vị trí được trả lương cao hơn nhiều ở nam giới so với phụ nữ. Nhưng mà dù vậy, vẫn có khoảng 70% phụ nữ tài ba ở Bắc Triều Tiên mang về phần lớn thu nhập gia đình của họ. Điều đó là như thế nào? Bởi vì trong khi nhiều người đàn ông buộc phải làm việc ở mức lương thấp, thì phụ nữ được tự do với sự hăng hái trong công việc như bán hàng, cắt tóc hoặc cung cấp các dịch vụ khác. 1. Kiểm soát việc sinh con. Kiểm soát việc sinh con không phải là một phần của chương trình giảng dạy ở các trường học ở Triều Tiên và các thiết bị kiểm soát sinh đẻ được nhân rộng. Có khoảng 70% phụ nữ sử dụng biện pháp tránh thai ở Bắc Triều Tiên, trong khi mức trung bình toàn cầu chỉ là 64%. Lý do của việc này là phương pháp kiểm soát sinh sản, chợ đen, mặc dù chúng đắt tiền. Phụ nữ ở đây cảm thấy rằng nếu chúng hoàn toàn xứng đáng với giá trị của nó và họ xem xét lựa chọn khi họ mang thai. Chúng ta cũng không thể đổ lỗi cho họ. Khi nghĩ về Triều Tiên, chúng ta có xu hướng nghĩ đến Kim Jong-un và tên lửa của ông ta. Nhưng có rất nhiều người vô tội đang sống tại đây mà họ đang phải cố gắng từng ngày để có được cuộc sống mà bất cứ ai ở bên ngoài rất khó để hiểu rõ được.